Rồi xin chào các bạn ha, thì mình có một cái gốc mai cổ thụ nè các bạn. Đây các bạn thấy không, rất là xù xì nè, to to mấy các bạn, cây này già lắm rồi các bạn. Đấy, thấy không, nhìn rất là đẹp, mình rất là thích cái mai này ha. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình ghép cái cây mai này. Thì đây là mình đã dọn lên nè, còn để như thế này là các bạn, để nhằm tạo cái lá thở cho cây mai và cũng như là cái quá trình trao đổi chất của cây mai nó diễn ra được tốt hơn. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình dọn nhưng mà mình không cắt hết, mình vẫn để không có cắt chọc luôn các bạn, để cho nó nuôi lại cái rễ luôn đó. Thì tại vì ghép cái thời gian dài, đây là cái giống bốn lông nè các bạn, giống siêu mạnh nè, một bông nè. Thì mình tiến hành mình ghép giống này vô cái giống bốn lông các bạn, tại vì cái giống bốn lông nó rất là mạnh nha. Thì bây giờ xin mời các bạn theo dõi cái quá trình mình ghép ha. Thì đầu tiên mình sẽ ghép tạo hai cành trước, cái này ghép tạo chi cành bonsai luôn nha các bạn. Đó, mình đã ghép cái cành này trước nè, nhánh này mình đã dọn nè. Rồi đầu tiên thì cũng giờ cái khâu mở miệng thôi các bạn. Nắm cho chính xác. Ghép tới đâu mình sẽ quấn bọc tới đó luôn nha các bạn, tránh tình trạng nó khô nhựa nè. Thì có một số anh em hỏi là ghép mai mùa nào tốt nhất, theo mình thì mùa nào ghép cũng được chưa nha các bạn. Tại vì ghép vô thì cái sinh trưởng của nó sẽ phát triển giống như một cái mai bình thường vậy đó, đó là cái theo cái kinh nghiệm mình ha. Còn chúng ta ghép thì chúng ta lựa cái bo nào mà nó là những cái cành bánh tẻ mà nó phát triển ra tương đối mạnh, nó mọc ra nó không có bông các bạn. Trong tháng này thì chúng ta đừng nên lựa những cái bo nó có bông nha các bạn. Ghép ra nó nở nó làm cho mất sức cây chúng ta thôi. Xong rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý cái bo thôi. Đây là cái bo mình ghép nè, mình lựa cái mắt thức nè các bạn, xử lý rồi. Gành này mình lựa là gành này là chuẩn luôn nè các bạn, không nó không già, nó không non nè. Già quá thì khi mà ghép vô thì cây nó có tình trạng nó sừng, non quá thì nó bị mau héo. Và cái chả nước của nó rất là mạnh các bạn, non quá thì cái lượng mắt nước của nó rất là mạnh nên cành ra rất là dễ héo. Rồi, ok ha. Rồi xin lỗi các bạn ha, thì do cái làm rớt nữa ha, giờ phải tách cho nó thành trọng chút, mình làm tương đối nó hay cái góc luôn.
rồi ok các bạn, chào quấn này thôi. Hãy đầu tư như chuyện Trước tiên mình phải thu cái vỏ chứ ha.